Anh nói chung là anh ba vợ rồi, nhưng mà vợ anh những người vợ anh vẫn cứ muốn là anh là có muốn lấy thêm để có chị em đông vui. Ừ. Thế anh có dự định bắt thêm không? Có chứ, anh phải bắt về thế. Bắt thêm mấy bà nữa. Của thiên nhiên mà không bắt về thì người ta chửi cho. Quá là của thiên nhiên. Ừ, của thiên nhiên, của trời cho mà không đi bắt về là người ta chỉ cho đấy. Là dễ dàng đấy hả? Dễ chứ, Có cần quan trọng đâu là anh chỉ em đâu. anh có muốn húp hay không thôi, chứ còn Ở đâu anh chỉ với để mọi người đi bắt. còn còn những cái món hàng đấy thì nó đang vẫn chờ anh đấy. Thế là hàng rạp nó chờ anh Không chứ. chờ chờ anh mà. Chứ hàng ngon ai mà chờ anh. Hàng Hàng ngon rạp chứ, hàng thôi. hàng ngon chứ, hàng ngậy nước nữa lắm. Nhìn vậy chứ phải vậy đâu anh à. Vậy chứ, anh luôn tin vào những gì mà anh nhìn thấy mà. Rồi nhiều thằng như anh như vậy vào đây nó không tan nát. Không tan nát đâu, anh là một trường hợp đặc biệt mà. Thật Thế chứ, mà như thật vậy chứ. đấy, có nhiều thằng ra lấy vợ về và mấy vợ ra tấn hàng đêm thì Nhưng nào đấy. anh thì là một trường hợp đặc biệt, là những người vợ Anh của anh luôn ủng hộ anh cơ mà. bản em có cái dạng là bắt hai ba vợ về xong thế là hai ba vợ suốt ngày đẻ ra không đi được luôn mà. Mấy thằng đấy nó yếu rồi, nó yếu Ờ, em nhìn rồi. cái tướng cũng ngang anh đấy. Ngang nhưng mà súng của nó ít đạn rồi. Em đoán bắn anh cũng chả có bắn đạn đâu. bắn không hạ gục được đối thủ, nên nó cứ dí cho, Anh cứ giỏi chê nó cứ người. tấn công cho. Anh cứ giỏi chê người chứ Nói anh chung cũng là không súng chê đạn người. nó không 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 nguy hiểm bằng anh đâu. Suốt ngày đi phát cây phát khó rồi Trời ơi, đi đâu ra đấy. anh nói thật này, cái mấy cái đấy nó không liên quan gì đến nhau đâu mà. Nó khỏe mạnh thôi, nhưng mà súng của nó ít Ba đạn lắm. ba lúa 90 cân luôn. Súng của nó ít đạn lắm nên là Thế không anh bằng biết anh đạn của anh đâu. như thế nào? Súng của anh là loại súng khủng mà. Ôi anh đừng nhiều người nữa. Điều cái gì, anh nói thật với bọn em là người ta sinh ra là có cái súng đã khủng rồi. Người ta là ai? Nên là anh đấy, anh sinh ra là có súng Em khủng thấy thằng Tây nó rồi. to cao thế mà nghi Thằng ngờ Tây, nó nói súng chung là khủng. thằng Tây gọi anh một cụ đấy. Úi giời. Anh đo nó bao giờ chưa? Nói chung là anh biết người biết ta mà, anh biết hàng của mình khủng mà, súng mình khủng mà. Bản này có thằng áo ngáo này. Trên bản này chỉ có một mình anh duy nhất là sở hữu súng khủng thôi, Cao thế. nên là anh không sợ đâu, anh không sợ đâu. Anh sợ gì đâu mà. Ừ, anh không sợ gì Nhưng đâu mà anh cứ gặp mà, anh sợ gì đâu. anh không sợ gì đâu Anh ra mà. đường anh cứ gặp ai là anh cứ nói chuyện với anh cứ gì đâu mà. Ngại nám, ngại Không nám, biết là ngọt ai hôm nay ngọt bốc nước đèn. nám, ngại nám, ngọt nước nám. Hôm nay ai bốc đèn đến quay cho anh chứ em thật chứ nếu mà là anh bốc cũng chẳng đến đâu. Chắc là bà vợ cả anh đấy. Ngáo thật rồi. Hay Ừ. là chắc là thấy anh yếu quá nên là gọi em bốc để anh có phấn khởi hơn để anh Phấn khởi quay chứ, anh phấn khởi chứ. cho anh có động lực để anh Ừ, có động bắn lực đạn chứ. vào mà không biết là có bắt được không thì không Đã biết. được chứ, anh chúng anh đầy đạn mà, em có muốn anh bắn Không. thử không? Chắc em lại cười khúc khích như vậy. Em có muốn anh bắn thử không? Anh muốn thử phát nhé. Em cười như vậy là em thích thú rồi. Tôi đang bốc Mà đường ở ở ở trên bản nhà anh là thôi. những người thích thú như vậy là vào bụi rậm Tại sao tôi lại gặp được một thằng khủng khủng điên điên mà nó hỏi thằng câu hỏi vớ ấy. vẩn. Ế, Cái câu trả lời của tôi đã rõ ràng như vậy mà nó vẫn không không, ở trên bản anh là nói chuyện ngô nghê như vậy thôi. Không 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 có gì phải sợ đâu. anh ra đây làm gì? Hả? Anh ra đây làm gì? À, ra đây uống nước này. Anh đừng có giả vờ Uống để miếng tôi anh miếng nước không nghe thấy này. câu. Ừ, uống miếng anh miếng nước này. Nước trong uống. Uống nước đi. Ở đây nước suối Xuống nguồn nguồn đâu? mà. Ở đây nè, em cứ ngồi đây đi rồi anh bảo bà vợ anh mang ra cho. Lợi dụng cơ hội để anh tiếp cận vợ Thì tôi em mà. bảo là súng không có đạn thì anh bắn luôn tại đây được mà. Ôi rồi thế tôi đang định phải gần anh nó thì tôi gần Ừ, vậy thôi em ngồi chơi nhá. ô chơi với anh Ừ. vậy anh cứ khờ khào tôi là sợ lắm Anh khờ mà, anh ở dân tộc khờ mà. anh vừa bảo anh tập cái đêm bây giờ anh Khờ còn tập khờ khờ khôn ấy. ôi trời chết rồi Ừ, không chết biết nói chứ, chuyện với cái chết xô chưa, đây chết chưa. cái xô gì mà cái xô nước thì cháy. Ừ, xin nước. Ờ, tắt đi được rồi đấy.